Đã có nhiều vụ việc xảy ra quá tải dây dẫn điện, thậm chí là cháy đường dây, không chỉ làm gián đoạn hoạt động mà còn gây thiệt hại về kinh tế. Mới đây nhất là vụ cháy đường dây điện tại xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ. Qua vụ việc này, cảnh báo những trụ sở cơ quan đã xây dựng lâu năm nhưng chưa cải tạo lại hệ thống điện cần quan tâm nhằm tránh thiệt hại như đã nêu. Đây là hình ảnh lúc 9 giờ sáng ngày 13 tháng 7 tại Ủy ban Nhân dân xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ. Vụ cháy dây truyền tải điện đã ảnh hưởng đến các hoạt động chính của Ủy ban Nhân dân xã bởi nền nhiệt độ trong không khí lúc này đã trên 30 độ C. Máy tính, máy in không hoạt động được, trong khi trên 80% phần việc có liên quan là nguyên nhân khiến cơ quan phải dừng hoạt động. Thời gian mà nhân viên ngành điện đến xử lý là 5 giờ, hệ thống điện tại đây mới được cấp trở lại. Chắc chắn thì Ủy ban xã cũng sẽ phải có kế hoạch để tu sửa, bởi vì nếu không có điện thì cũng không thể làm gì được. Được biết trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Minh Phượng xây dựng đã trên 20 năm, thiết kế đường điện lúc này chưa tính toán đến vụ tải lớn là hệ thống điều hòa không khí cũng như máy in, máy tính như hiện nay. Trụ sở trạm y tế xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ cũng là công trình tiềm ẩn nguy cơ đường dây điện chập cháy bất cứ lúc nào bởi công trình đã được sử dụng tròn 30 năm. Việc cấp điện cho hai điều hòa cũng chỉ là tạm bợ với việc đấu nối sơ sài. Bên cạnh đó, trần thấm nước cũng gây nguy cơ mất an toàn tại nơi đây. Tôi mong muốn được các cấp trên quan tâm sớm hỗ trợ kinh phí để xây dựng lại trạm y tế mới để đảm bảo cái cơ sở vật chất để trạm làm tốt cái công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Khuyến cáo của ngành điện trong việc khai thác và sử dụng điện tại các cơ quan có hạ tầng cũ nát đang là vấn đề cần được quan tâm. Đặc biệt, lắp đặt thiết bị bảo vệ chống quá tải, có tư vấn thiết kế thi công chuyên ngành điện. Để đảm bảo an toàn thì hệ thống điện của cơ quan doanh nghiệp nói chung khi đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa cần có một cái đơn vị chuyên môn tư vấn thiết kế và thi công đảm bảo đúng theo quy định. Vật tư thiết bị được lắp đặt vào trong công trình thì phải đảm bảo theo đúng theo tiêu chuẩn. Thiết kế hệ thống điện thì phải tính dự phòng cho phát triển phụ tải sau này. Các cái điểm nút của hệ thống mạng điện thì cần phải lắp đặt các cái thiết bị bảo vệ chống chạm chập quá tải. Ví dụ như là hệ thống điều hòa, hệ thống âm thanh và một số hệ thống khác có công suất lớn thì cần phải đánh giá lại toàn bộ cái hệ thống điện của mình. Để bảo đảm an toàn điện đối với trụ sở các cơ quan luôn cần được quan tâm, không chỉ góp phần giảm thiệt hại khi xảy ra cháy nổ mà còn đảm bảo hoạt động liên tục của cả bộ máy của cơ quan đó. Thiết nghĩ, khuyến cáo của ngành điện trong sử dụng điện là không nên dùng đồng thời toàn bộ thiết bị điện công suất lớn ở mức cao nhất, cũng là biện pháp góp phần giảm bớt nguy cơ cháy nổ do đường dây quá tải tại các trụ sở có tuổi đời trên 10 năm.